dùng bây cứ đi tôi mong số đá nè bây giờ vào mình thò nhớ chuyển cá bùa xây ông nhà là tê thì chỉ là khá xa chắc cảnh của lúc tao của cụ đẻ vốn cho ở ít chắc giải tản cho nó thì xa đó chỉ là mẹ mùa khu thì những nó khu tao tranh dòng cả nè lúc xưa giờ mỗi lá với xưa cảnh hôi nhà ở lúc giả nhé ở lá cảnh nung phai nè nhớ biết sau sau những lửa lúc giả cảnh cũng chỉ có một chua nhiệt lượng cho rất là khá ha. Đây cứ đi từ đâu rồi lại tao nóng xua. Đây nhìn đây, nó là lũ giả canh nè, giả canh. Lũ tao nó chỉ lũ tao nó chỉ uốn dấu lũ nè, còn trong ít xanh chưa bỏ chưa chậu. Thì lũ tao nó chỉ ở sảnh sảnh mua cha thôi, hay là che này nữa nè. Đó là lũ tao thì đi lũ nó dịch rất là khá nhìn sang nhìn tua thì đi lũ nó dịch lũ như là lũ chập lại đó nó chập lại ở chân cho chân đi ý lúc mà tua mà chân dầm lên nhìn đi mà sẽ ngô sẽ lóng này mà cho chắc anh muốn thò thò nha cho canh là thò nha nhớ là tổ chân giải của ua chắc anh nó thì hồ chân giải là mà cứ đi mua quần đá chỗ này nữa. Hồ giờ chúng tôi giải hồ Giang Giang Chính, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và làm vào năm 1990. Còn là tua chỗ nó thì xung về khu tàu thì giờ nó ở xung về mùa nhóc quản bạ Hàn Giang này khu tàu sửa lại và hết vào ngày 12 tháng 12 năm 2022. Đó, chị nhìn đó là khu tàu là nó chắc anh tí chắc anh tí ấy chắc anh gió giống cá này chắc nó giờ chun đấy tôi thì chắc nó như gió đấy đi lù mà nhỉ đi lù như mỗi mỗi in tí như mỗi chủ sân gió à gió sân gió hú hú nó mày giờ có bù lại đi sân gió thì có chụp bù mình tại sân gió lúc xuống à thì giống mỗi lúc con đi giống mỗi lúc con đi to lùn như thế này sân gió này thì nó đang cố chọn lên nó cho của sân giải to sâu lúc giảm ha nhưng giờ cứ chua nhìn lì ra sân giải đang nóng lúc xuống này bên sai này xưa nhìn cũng mua chua sủi lửa bên nóng chua này ok chắc này giờ chắc cành chọt lỗ on đi này cành nguồn gió cành xuống gió cành hối nhà mà chắc này giờ chúng ta khá nhá một tỏ Điện Biên tỉnh mua thì nấu cũng chói lại video mà chắc nhìn cho tao tao hoàn thiện một giờ nhìn nó tao để cú cho khác chói lại giờ xin giải tao sau hết bây tao sau này hôm nay lúc tao nó chỉ một thò giang thò giang chân đi nó chỉ tỏ khá tinh một thì khá tinh này cũng một thì khá tinh này chắc này là chọt luôn đi chỉ tổn số nó chỉ một gì hắn là nó mới yên khẩu mi mi từ sau nó xưa, dùng mới yên khẩu đau là gì chứ, đi chứ tranh cái gì, sinh ra đến gì ít nhận khẩu thì nó xưa rồi nè, hắn là sáng sáng là sư, nghe hắn này sáng lọc, sáng lọc cây. Đó thì chắc là nhiều tin gió tù đấy thì chân đổ nhót nành tây cũng đưa mua xàm cho chân dạng này thì bên dưới cô cho các mua chuối lửa sửa hết nâu tí chó ý lửa của mày nhưng dưới cô mua chuối lửa cho chân dạng bây giờ cứ đi rất đông lần nào đấy là tình nghĩa canh nốt rồi thì tảnh uôn này hậu tô cua tảnh chân dạng uôn này cho cây nó chỉ bảo hành option
bà hay ớt xỉu nhôm lại tông đấy. Cho ớt xỉu nó chỉ giờ lẻ nó rồi mới là cứ đi tu thì cái sáng tua bán sống xưa. Thì sau nó sau nó chỉ chân giả của quân chủ quân bê này cũng muốn quân bê đi nữa nè. Đi đi từ tỏ nó mày muốn uống lúc nấu nấu của uo nấu sạc và nấu bà hành còn tỏ đi luôn nó chỉ muốn uo từ chân giả của chú khanh nó nó bị hùa sung dũng hơn nè nhóc của Điện Biên nè. Ok, bây giờ cũng muốn chơi lửa cho bây giờ lần nào. Ok, nhìn như là cũng muốn chắc anh chọc lỗ đi nữa nè. Chắc nó hiểu được tôi chứng giải xung dung hai nữa nè. Xung dung hai nữa. Thì nhớ cũng muốn chua sử lúc xua nè. Cho chứng giải hai bây giờ lại tăng nè. Chắc nó chỉ tí chua sử lại đất sử này nè. Thảo quả chứ đâu luôn bình nó hay chứ đâu thì khá tên nè. Thì cũng ngay được chứ chứ cũng muốn chua những gì lửa bên nào nó xua nè. Chắc là tí ở gió tổ nè. Chắc là tí ở ý chắc là xuân gió là sư dạy hay là sư thay dâu. Chắc là chú thì thì ấn chú cú rồi thì là sư dạy tế rồng nè. Kể thì cũng xử lý sư nè. Nếu cũng muốn chắc là chắc là canh và cái hùa canh chắc là xoay hùa canh lắt sư nè. Thì chắc là chắc hùa canh cái hùa khi trái tàn cho nên cho lúc tao là chỉ với lúc trái trái với lúc muốn được plua thì trong này chính là khá nhiều nếu tìm điểm biến gì sao tôi rất chỉ vô tao lên đó này mức khu tao lúc xưa cho là lúc bây canh quý à đó số lúc giả canh nữa mà nhé muốn giữ lại canh với số canh nông thay này thì có sửa ra rất là khá tàn rồi ha bây tao nóng sân á
Thì đi luôn nó thì ít đi luôn luôn chạm lá này thế sau đi luôn thì lúc xưa là sinh ra luôn mà em mua lúc và mấy mấy lúc xưa sinh ra hú hú này mà mong sinh ra nhưng mà khui đó. Thank you.
thì chắc là đi lũ này gió lũ này nó lũ thì muốn cho lũ rồi dân đi nữa cho nên thì cho giáo mi mi để thì chúng ta để dân đi luôn cho lũ này hay nó chỉ cho nó chỉ chùa hay nó chỉ cho siêu nữa này thì một số chúng ta đi mảng khu gì cho còn chưa mua cho vừa hú hú nữa này. Ok thì bây giờ xin lỗi sư, tôi chào xuất tài sau video này, thế mà xin rất luôn.